Là ai? Cô là hoàng phi à? Đúng. Cậu hoàng đế đang ở đâu? Hoàng thượng. Hoàng thượng. Long thái tử không giết thường dân. Một người hát kịch như ngươi, cút đi. Nếu còn không cút, ta sẽ giết chết ngươi. Thị vệ, thị vệ, người đâu? Hộ giá, hộ giá, người đâu? Hộ giá, hộ giá, người đâu? Thì ra ngươi chính là tên cẩu hoàng đế. Lão thần hộ giá chậm trễ đã khiến hoàng thượng hoảng sợ. Dương Ái Khanh, Dương Ái Khanh, sau này không được phép rời khỏi trẫm. Khanh Tra Lâm cứu giá chậm trễ, miễn lễ. Hỏng rồi, ái phi của trẫm còn ở trong cung. Lão thần bây giờ sẽ đi cứu người, mau lên. Bao vây chỗ này lại, một con ruồi cũng không được thoát. Rõ. Bảo vệ hoàng thượng. Giết. Giết cho ta. Đợi đã, phi tử của trẫm còn đang ở trong đó. Các ngươi lại. Giết chết cẩu hoàng đế. Thề chết trung thành với thái tử. Chết cũng đáng. Chết cũng đáng. Giết cho ta, xông lên. Hoàng phi, chạy mau. Hoàng thượng, mặt của nàng sao vậy? Họ cứ ép cung, hỏi người ở đâu. Ta không bán đứng người. Vì Long thái tử, giữ mạng hắn lại. Thần cứu giá chậm trễ, tội đáng muôn chết. Xin hoàng thượng trị tội. Làm gì vậy chứ?